Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, những thực đơn lành mạnh có sự xuất hiện của rất nhiều loại hạt như hạt óc chó, hạt điều, hạt lạc, bởi chúng không chỉ ngon bổ dưỡng mà còn rất có ích cho sức khỏe. Dưới đây là những lý do bạn nên xếp các loại hạt vào thực đơn mỗi ngày. Thông tin có trên trang tin tức 24 giờ. Hãy ăn các loại hạt để có một cơ thể khỏe mạnh hãy bổ sung các loại hạt trong chế độ ăn vặt của bạn. Đó là lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng của Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ. Với những lợi ích đã được biết đến và một số tác dụng làm giảm cho cholesterol xấu, tăng sức khỏe tim mạch mới được phát hiện, các loại hạt là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe được khuyên dùng. Một thử nghiệm của các nhà khoa học Mỹ được tiến hành năm 2016 với 819.000 người tình nguyện cho thấy việc sử dụng 20 gram hạt mỗi ngày gồm hỗn hợp các loại hạt như óc chó, hạt rẻ, hạt cọ, đậu phộng, mắc ca đã giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch tiểu đường tuyếp 2 khoảng 30%, giảm nguy cơ mắc ung thư 15% và giảm nguy cơ tử vong khác tới 22%. <laughs> ăn lạc có thể phòng ngừa đau tim. Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế phát hiện thấy rằng ăn lạc thường xuyên có thể giúp bảo vệ chống lại bệnh tim mạch như đau tim và đột quỵ. Những người đàn ông khỏe mạnh ăn khoảng 80 gram lạc với một bữa ăn giàu chất béo đã giảm lipid trong máu. Mức triglycerid, một loại chất béo trong máu, làm cứng động mạch và dẫn đến bệnh tim mạch cũng giảm 32% sau khi tiêu thụ lạc cùng với các bữa ăn. Thông thường, bất cứ khi nào chúng ta ăn một thứ gì đó, nó sẽ khiến cho động mạch trở nên cứng hơn sau bữa ăn. Nhưng nếu bạn ăn lạc, lạc sẽ ngăn ngừa sự gia tăng triglycerid và giúp ngăn ngừa phản ứng cứng động mạch này. Tác hại của hạt hướng dương, bên cạnh rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, những nghiên cứu mới đây của Nga cũng cho thấy một số tác hại không mong muốn từ hạt hướng dương. Chúng có thể ảnh hưởng xấu đến dây thanh quản, phá hủy men răng và là nguyên nhân của hiện tượng ợ chua. 100 g hạt hướng dương chứa 500 kcal, tương đương một bánh sô-cô-la. Chúng chống lại ý định ép cân giảm trọng lượng của những người béo phì đang áp dụng chế độ ăn kiêng để giảm béo. Loại hạt này có lớp vỏ đen, cứng, do đó khi cắn loại hạt này sẽ phá hủy men răng, tạo thành cao răng. Ăn quá nhiều hạt hướng dương một lúc sẽ ảnh hưởng xấu đến dây thanh quản, có thể làm bạn bị khản giọng mất tiếng. Hạt điều có thể giúp phòng ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường. Theo như một nghiên cứu mới của Trường Đại học Montreal, Canada, chiết xuất từ hạt điều có chức năng cải thiện khả năng đáp ứng insulin cho cơ thể. Nhóm nghiên cứu cho biết, trong tất cả các chiết xuất thử nghiệm từ cây điều, thì chỉ có các thành phần từ hạt điều thúc đẩy đáng kể các tế bào cơ bắp hấp thụ lượng đường trong máu. Ngoài ra, việc tăng lượng magie có thể làm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường. Hạt điều rất giàu magie, vì vậy nó có thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường của bạn. Lợi ích từ nước đậu đen giang Nước đậu đen giang là một thức uống rất phổ biến tại Nhật Bản. Qua nghiên cứu của nhiều tác giả tại các trường đại học y khoa hàng đầu tại Nhật, Chất đạm thực vật có trong đậu đen rang là loại protein quý được cơ thể hấp thu dễ dàng và gồm đầy đủ cả 10 loại axit amin cần thiết. Phần lớn người Nhật đều dùng đậu đen rang để giảm cân. Phương pháp giảm cân bằng đậu đen cho phép các bệnh nhân tiểu đường và thừa cân không cần ăn kiêng kham khổ hay tập thể dục nặng. Theo các sách thuốc cổ tại Á Đông, đỗ đen có vị ngọt, tính bình, vào hai kinh tỳ và thận, có tác dụng hoạt huyết, giải độc, khu phong, giải độc gan hiệu quả. Việc uống nước độ đen rang thường xuyên giúp việc tiêu hóa của những người bị tiêu chảy táo bón trở nên dễ dàng thuận tiện hơn. Tăng cường hệ thống miễn dịch từ hạt rẻ cười để có một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh đòi hỏi phải có đủ lượng vitamin B6. Nếu cơ thể thiếu vitamin B6 có thể cản trở hoạt động của hệ miễn dịch, về lâu dài sẽ làm giảm tế bào bạch cầu, làm chậm hoạt động của não cũng như làm giảm hiệu quả chống nhiễm trùng của hệ thống miễn dịch. Hạt dẻ cười rất giàu vitamin B6, do vậy nó có thể giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch hoạt động tốt. Hạt dẻ cười còn giúp cho các tế bào hồng cầu khỏe mạnh và duy trì sức khỏe của các tuyến bạch huyết. Quý vị và các bạn thân mến, những tác nhân sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn sẽ là nội dung chính trong chương trình ngày mai. mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.